Rồi, xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình review đồng hồ của Watch Việt Nam. Thì hôm nay mình sẽ trên tay và giới thiệu đến cho các bạn một chiếc đồng hồ đến từ nhãn hiệu đồng hồ Ulysse Nardin, một trong những cái nhãn hiệu cực kỳ nổi tiếng của Thụy Sĩ. Đây là một chiếc đồng hồ second hand đã qua sử dụng rồi, tuy nhiên là nó vẫn đang còn nguyên hộp và sách dẫn, được ship nguyên kiện từ bên thị trường Nhật trở về. Đây, mình sẽ cho các bạn cùng xem. Đây là một cái bộ hộp của nó. Bộ hộp này thì nó sẽ được bọc da và có màu xanh lá cây, tương đối là nhỏ nhắn và gọn gàng. Các bạn nào sẽ thấy ở trên nắp đỉnh chúng ta sẽ có dòng chữ Ulysse Nardin cùng với cái logo hình món eo ở đây. Thì các bạn lưu ý đây là một nhãn hiệu đồng hồ mà nó sản xuất tập trung rất mạnh từ thời ngày xưa vào những cái chiếc đồng hồ đi biển, hàng hải, và họ cũng cung cấp ba đồng hồ cho hải quân của một số nước. Cho nên là họ sẽ lấy cái biểu tượng của cái món eo làm biểu tượng cho mình. Nên bây giờ mình sẽ mở cái chiếc đồng hồ này ra cho các bạn xem. Thì cái hộp này thì nó sẽ mở sang hai bên các bạn nhé. Đấy, chúng ta sẽ mở sang như thế này. Đó, rất là sang trọng. Ở bên trong chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ và kèm theo đó là một bộ sách hướng dẫn. Cái sách hướng dẫn này nó cũng được làm từ da. Và các bạn chú ý đây. Ở trên mép hai đầu chúng ta có được bọc hai miếng kim loại tương đối là đẹp. Ở đằng trước thì nó sẽ có logo Ulysse Nardin. Mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Ở bên trong chúng ta sẽ có những dòng, đây là sách hướng dẫn. Do đây là một chiếc đồng hồ từ thị trường Nhật về cho nên các bạn lưu ý là sách hướng dẫn của họ cũng tương đối là nhiều chữ tiếng Nhật. Đó, đây là những chiếc đồng hồ thuộc cái dòng sản phẩm này. Mình sẽ để sang một bên. Ở bên trong thì chúng ta sẽ có thêm hai tờ sách nữa. Còn cái đó là một cái thẻ tại thị trường Nhật. Rồi, mình sẽ để sang một bên. Và đây là nhân vật chính của chúng ta. Một chiếc đồng hồ đang còn nguyên thẻ tác. Đó, và mình sẽ cất cái hộp này đi cho các bạn. Mình sẽ nghiêng một vòng cho các bạn cùng xem. Chúng ta sẽ cũng tháo cái dây này ra, chúng ta sẽ quan sát dễ hơn về cái cỗ máy bên trong. Và như các bạn đã quan sát thấy, chúng ta có một chiếc đồng hồ đến từ nhãn hiệu đồng hồ Ulysse Nardin. Thì cái chiếc đồng hồ này, cái kích thước của nó cũng không quá to, nó rơi vào tầm 35mm, là một kích thước theo dạng unisex, tức là cả nam và nữ đều có thể đeo được. Đó, như các bạn đã quan sát ở đây, chúng ta có một cái thẻ tác. Cái thẻ này nó được làm từ kim loại, rất là đẹp và nặng. Đây là lần đầu tiên mình được cầm một chiếc đồng hồ mà có cái thẻ tác làm bằng kim loại đẹp như thế này. Đấy, các bạn thấy là cái dòng chữ Ulysse Nardin cùng với logo mỏ neo người ta là in nổi ở trên đây, nền xanh viền vàng rất đẹp. Cái chiếc đồng hồ này thì nó sẽ có cái phương thức thiết kế tương đối là độc đáo. Bình thường là những chiếc đồng hồ mà các bạn nhìn thấy họ đa số là sẽ gắn dây đeo vào hai cái phần tay càng, nó được gắn vào hai bên. Tuy nhiên là các bạn sẽ thấy quan sát chiếc đồng hồ này nó có một cái bộ tay càng dạng ngang, nó khá là khác biệt so với những chiếc đồng hồ mà các bạn thường thấy. Và cái điểm đặc biệt nhất là cái chiếc đồng hồ này cũng sẽ sử dụng những cái chi tiết làm từ vàng nguyên khối, ví dụ như cái bộ niềng đấy, và cái bộ nút khóa này nó cũng được làm từ vàng đúc 18K. Đi sơ vào một mặt số, các bạn có một mặt số nó được khảm xà cừ các bạn nhé. Nó rất là đẹp và có màu trắng. Cái màu trắng này thì nó sẽ là một cái màu trắng khi mà chúng ta nhìn vào nó cảm giác nó khá là tinh khiết, chứ không phải là một dạng màu trắng của những cái hình sơn. Những cái mặt số sơn bình thường màu trắng chúng ta nhìn thấy nó khá là đục. Tuy nhiên cái màu trắng này nó có hơi cái gì đó, nó hơi trong suốt một chút. Ở vị trí 12 giờ, đấy, như các bạn đã quan sát ở đây, chúng ta sẽ có một cái ô lịch. Đây là một cái ô lịch các ngày trong tháng. Đó, các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có những cái ngày trong tháng từ 1 đến 31 và nó sẽ được điều chỉnh bởi một cái núm rất nhỏ ở vị trí góc giữa 2 và 3 giờ đây. Toàn bộ tất cả những cọc số trên chiếc đồng hồ này nó đều được làm nổi, và các bạn sẽ quan sát thấy nó đều là những cọc số La Mã tương đối là quan sát giờ. Ở đây các bạn sẽ thấy là cái phần kim giây và kim giờ phút nó được tách riêng ra. Đối với kim giờ và phút, người ta vẫn giữ nguyên nằm trên cùng một trục và nó được thiết kế tương đối là vuông vức, đơn giản và dễ xem giờ, có màu vàng đồng màu với bộ niềng. Phần kim giây người ta sẽ tách riêng ra ở vị trí 6 giờ ở đây. Đấy, các bạn sẽ thấy cái kim này nó đang di chuyển. Đó, đây chính là kim giây. Và cái chiếc đồng hồ này nó sẽ sử dụng hai cái ô phụ. Thì như các bạn đã thấy ở vị trí 12 giờ và 6 giờ,
hai cái ô phụ này nó có hình khảm chai, và khi chúng ta chiếu dưới ánh đèn các bạn sẽ thấy được nó ánh lên cái nét bảy sắc cầu vồng, cái màu sắc bảy sắc cầu vồng nó tương đối là đẹp. Và ngay trên mốc 6 giờ thì các bạn sẽ có dòng chữ Swissmade, một cái chiếc đồng hồ được sản xuất theo tiêu chuẩn của Thụy Sĩ. Như vậy cơ bản đây là một cái chiếc đồng hồ nó sử dụng một cái mặt số rất sạch sẽ, gần như không có bất cứ một cái phần thừa nào. Và do đó khi mà các bạn nhìn vào mặt số, các bạn sẽ ngay lập tức nhìn được giờ và quan sát được đầy đủ những cái tính năng cơ bản của chiếc đồng hồ này. Đây là một dạng đồng hồ 3 kim một lịch. Tuy nhiên là cái thiết kế của nó khá độc đáo. Đi sang phần thân vỏ, như các bạn thấy chúng ta có một bộ niềng, nó được làm từ vàng đúc 18K. Và ở vị trí 16 giờ, vị trí 6 giờ các bạn sẽ thấy dòng chữ Julius Nadanh cùng với logo màu neon người ta khắc sâu vào bên trong. Đây là một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng, cho nên các bạn sẽ thấy phần vàng đã có những vết xước sắc không thể tránh khỏi trong quá trình sử dụng. Và tuy nhiên là đối với phần kim loại thì các bạn cũng yên tâm là đối với cả vàng và thép chúng ta đều có thể đánh bóng được. Ở phần bên dưới thì nó sẽ là thép không gỉ. Cái chiếc đồng hồ này mình đã nói ngay từ đầu là nó sẽ sử dụng một cái bộ tai càng dạng ngang, khá là độc so với rất nhiều những chiếc đồng hồ khác. Đấy, các bạn sẽ thấy cái bộ tai càng này nó được thiết kế tương đối độc đáo và khá là dị khi mà đeo lên cổ tay. Bộ dây da sẽ được bắt vít hai đầu bởi những bộ vít bằng vàng này. Lật sang bên hông bên phải, các bạn sẽ có hai núm điều chỉnh. Thứ nhất là chúng ta sẽ có núm điều chỉnh giờ, có logo nguyên zin của hãng Ulis Nadanh ở đây. Và kèm theo đó chúng ta sẽ có một cái ô lịch nhờ chỉnh lịch ngày trong tuần. Lật ra nắp đáy đằng sau, chúng ta sẽ có một nắp đáy nó được làm từ thép không gỉ và kính sapphire. Thì thông qua nắp đáy này các bạn có thể quan sát được cái cỗ máy bên trong nó vận hành. Đây là một cái dạng máy cơ bản thôi, tuy nhiên là nó đã được trang trí tương đối là đẹp bởi hãng đồng hồ Ulis Nadanh. Khi mà các bạn nghiêng dưới ánh đèn, các bạn sẽ thấy là cái phần máy được hoàn thiện tương đối là tốt và bắt sáng rất tuyệt vời. Đó, mình sẽ nghiêng qua nghiêng lại cho các bạn xem. Ở phần bánh lắc lên gót, người ta sẽ đánh dạng vân Geneva Way. Còn ở tấm chính và nền, đó, người ta sẽ đánh dạng vân tròn, tương đối là kỹ lưỡng. Ở đây chúng ta có dòng chữ Ulis Nadanh được khắc bằng mực đen. Cỗ máy tương đối đơn giản thôi, tuy nhiên là họ đã được làm trau chuốt khá là tốt cho một thương hiệu đắt tiền như Ulis Nadanh. Chiếc đồng hồ này đi kèm với một cái bộ dây da các bạn nhé. Các bạn thấy được bộ dây da đã được làm lại rồi. Cái bộ dây da này thì nó cũng đã qua sử dụng, và cho nên là sẽ có một chút vết ố, tuy nhiên là nó vẫn đang còn trong tình trạng rất là tốt. Và kèm theo đó là chúng ta có một cái khóa nguyên bản của chiếc đồng hồ. Các bạn sẽ thấy là ngay trên củ khóa sẽ có logo của Ulis Nadanh người ta gắn ở trên này. Đây là một cái chiếc đồng hồ có kích thước nó tương đối là dễ đeo, và đặc biệt là nó phù hợp với những anh em nó có cổ tay bé. Tầm 35mm là một cái kích thước nó rất là tuyệt vời, kể cả cho những anh em cổ tay bé và những chị em thích những đồng hồ mặt to. Kèm theo đó chúng ta sẽ có một cái thương hiệu đến từ nhãn hiệu rất là cao cấp, đó là Ulis Nadanh, với những cái chiếc đồng hồ họ được làm tương đối là kỹ. Thế nên có lẽ là có chiếc đồng hồ này nó vẫn tương đối là đáng tiền trong cái tầm giá của nó. Đây, mình sẽ quay một vòng cho các bạn cùng xem một lần nữa. Rồi, video sẽ chấm dứt ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở các video clip lần sau. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video clip mới nhất nhé.